Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, mưa dông đã xuất hiện ở khu vực Trung Trung Bộ. Quan sát trên ảnh radar sẽ thấy ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện những vùng có độ phản hồi màu xanh, thậm chí là màu cam như thế này, tức là cường độ mưa khá lớn. Như ở A Lưới của Thừa Thiên Huế thì lượng mưa trong một tiếng đo được là 28mm. Dự báo mưa dông vẫn có khả năng xảy ra vào chiều tối mai ở khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dù ít điểm mưa vừa, mưa to, nhưng quý vị cần đề phòng tố lốc và sấm sét có thể đi kèm. Và từ sáng đến chiều mai, toàn miền Trung vẫn có nắng. Nhiệt độ ở các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Huế là 32 đến khoảng 34 độ. Còn Đà Nẵng đến Phan Thiết là 33 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối mai cũng có mưa. Mưa xảy ra rải rác ở hai khu vực này. Còn trước đó trong ngày thì trời vẫn có nắng. Ở các thành phố phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Thủ Dầu Một nắng nóng 35-36 độ. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến là từ 31 đến khoảng 34 độ. Ở Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kỷ lục đã khiến ngập lụt nhiều nơi tại Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Nguy cơ về sạt lở đất và ngập úng vẫn có thể xảy ra ở các khu vực này. Đặc biệt chú ý ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang hay là Thái Nguyên. Lượng mưa từ nay đến ngày mai có thể lên đến là 45 đến khoảng 80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông còn có khả năng đi kèm tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Trên biển ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió ổn định khoảng cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Còn huyện đảo Trường Sa lưu ý có mưa dông để phòng nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.